rồi. Gió ru điều nhà hoa muôn lối, lộc biếc bước mơ cây đang trôi, gọi nắng xuân về chưa tan tối. Hà Nam ngày đêm bên tình kề, chắp tay niệm Phật vượt sông mê. À trời ngồi thiền hành hạnh phúc, gọi năm xuân về kết sương quê. Ngát xanh mây trắng lạnh lạnh vương, chuyên chùa ngát vàng khắp muôn phương. Thư tín bố xanh con xây mơ, gọi năm xuân về cánh đào đỏ hương vợn mưu điên vẫn như nhau, mai vàng đóa xanh tươi hé nở, gọi năm xuân về đạo vô biên. Lưu truyền Phật pháp dựng đạo tràng, kết vòng tay đôi những thiên duyên, nhịp màu giải thoát anh xuất thế. Gọi nắng xuân về hòa nhà thương. La 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 la. Điều nhà hoa muôn lối, lộc biếc bước mơn cây đâm trôi, gọi nắng xuân về chân tâm tôi. Hà Nam ngày đêm bên tình kề, chắp tay niệm Phật vượt sông mê. Anh trai ngồi thiền hành hạnh phúc, gọi nắng xuân về kết sương quê. Màu xanh mây trắng lạnh lạnh vương, chuông chùa ngân vang khắp muôn phương. Thức tín bố xanh con say mơ, gọi nắng xuân về bên giam đường. Pháo reo bừng dậy cánh đào đỏ, hương vợn mưu điên vẫn như nhau, mai vàng đóa xanh tươi hé nở, gọi nắng xuân về đạo vô biên. Lưu truyền Phật pháp dựng đạo tràng, kết vòng tay đôi những thiên duyên, nhịp màu giải thoát hành xuân thế. Gọi nắng xuân về hòa nhạc thơ. La 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 la. Gọi nắng xuân về xuân Di Lặc, hạnh phúc đạo đời xuân an vui. Phong Kiều xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài truyền hình AVA Channel 57.7 trong chương trình Phật giáo giai điệu cuộc sống. Và hôm nay giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng cùng Phong Kiều cùng tất cả các anh em sẽ giới thiệu đến quý vị bài hát cái chủ đề là Xuân Hát Thiền Ca. Và vừa rồi thì quý khán giả vừa thưởng thức ca khúc là Gọi Nắng Xuân Về, nhạc của giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng, thơ và lời của ni sư Dữ Hương với sự trình diễn của tốp ca Hải Triều Âm. Và kính thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ mình đang trong những ngày đầu năm, trong cái mùa Tết dương lịch, và tháng 1 này thì
những cái ngày đầu mùa đông đó vẫn còn khí lạnh của mùa đông vẫn còn se se, và mùa xuân lại, cái nàng xuân lại khoác áo lại đến gần chúng ta rồi. Trong vài tháng nữa thôi thì coi như là một, hôm nay là tháng, chuẩn bị tháng 1 rồi, tới tháng 2 thì là cái Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán cũng dần dần đến với chúng ta. Thì thôi thì cái chủ đề hôm nay chúng ta sẽ gửi đến cho quý vị những cái bài hát về thiền ca nói về mùa xuân, mùa yêu thương đậm ấm để xóa đi những cái mùa đông lạnh lẽo nó còn đang hằng ở phía bên kia. Và đặc biệt hôm nay thì chúng ta có một vị khách mời rất là đặc biệt. Cô là một cái người rất là năng động, dĩ nhiên là trong cái cuộc sống hàng ngày cô rất là thành công, làm những cái công việc ngoài xã hội, nhưng mà cô là một cái người có cái tâm đạo, có cái tình yêu về về nghệ thuật và những cái bài hát về tôn giáo và đặc biệt về đạo Phật. Đấy là nghệ sĩ Liên Thảo. Xin kính mời nghệ sĩ Liên Thảo có vài lời đến quý khán thính giả thân yêu của chúng ta. Liên Thảo xin thân ái mến chào tất cả quý vị khán giả xa gần với những lời chúc đầu tuần và những ngày đầu của năm mới dương lịch ạ. Dạ, anh Nam Hưng ơi, có rất là nhiều coi như là quý khán thính giả xem chương trình đợt vừa rồi thì là Christmas, người ta gửi thông tin, gọi liên tục để nói những cái lời chia sẻ bởi vì nhạc của anh rất là hay. Và hôm nay thì lại mùa xuân, anh có cái lời gì trước khi vào cái chương trình anh? Dạ vâng, trước hết, giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài AVA 57.7. Giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng xin thân mến chào em nghệ sĩ Liên Thảo. Hôm nay là một khách mời đặc biệt và em Hoa hậu Quang Kiều là thường xuyên là thoát cho mình, anh em làm nghề giữa cũng gần 3 năm rồi. Dạ vâng. Hân hạnh chào Liên Thảo. Dạ vâng. Liên Thảo mến chào nhạc sĩ, giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng và Hoa hậu Quang Kiều. Dạ. Thì cái cuộc sống thì bộn bề nhưng mà cái Tết thì lại đến gần với chúng ta. Rất là nhiều cái điều hân hoan đang đón chào của chúng ta. Tết dương lịch thì mọi người thường tập trung lại với nhau, hoàn thiện tâm sự, chia sẻ những cái thành tựu trong công việc của mình, có thể là nhâm nhi ly rượu về rượu đỏ hay là champagne, rồi thưởng thức những cái món ăn ngày Tết. Thì hôm nay anh em của chúng ta, giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng, nghệ sĩ Liên Thảo, mình sẽ nói nhiều về cái ngày Tết này, bởi vì là so với một số quốc gia trên thế giới thì nó là một cái ngày lễ rất là quan trọng. Theo giáo sư thì bây giờ anh cho cái ý kiến cái ngày lễ này đi anh. Dạ vâng, thì để tiếp lời với Quang Kiều thì đi vô đầu chương trình thì giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng cũng cảm ơn quý mạnh thường quân, các vị ân nhân bảo trợ, cũng như thật sự là cô Kim Liên và cô Thanh Hiền đã có lên hát thì đã giúp một ít số tịnh tài, tôi cũng cảm ơn. Và cũng tán thán của công đức của Uy Nghiêm luôn luôn hỗ trợ về mặt tài chính và show nào cô cũng có giúp, thành ra tôi lên đây cũng cảm ơn. Dạ vâng, thì thứ nhất thì bây giờ mình trước nhất là kính chúc quý khán thính giả được vạn sự an lành, dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thế giới luôn luôn hòa bình, xua tan chiến tranh, dịch họa, tai ương, thống khổ, nhân loại chúng sanh biết yêu thương nhau, xóa đi tị hiềm, nơi nơi an vui. Show của hai tuần đầu đã kéo dài qua đến trung tuần của tháng Giêng, là cái show này mình lên đó mấy em biết không, mình đã thâu trước đó. Dạ đúng rồi. Liên Thảo với Quang Kiều. Vì vậy trong chương trình hôm nay đó, chúng ta sẽ có những cái bài xuân hát về thiền ca là một mơ ước, mong rằng mùa đông hãy đi qua nhanh để nàng xuân về ngự trị khắp đất trời. Chúng ta mong những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của gia đình đất nước Hoa Kỳ, cuộc sống an lạc, hạnh phúc, ấm no, mãi mãi trường tồn. Bây giờ trở lại với Liên Thảo, Quang Kiều. Liên Thảo ơi, cái cảm nhận của bạn như thế nào về ngày mùa xuân đang coi như là cái nàng xuân đang ngấp nghé ở khắp mọi nơi ạ? Thật sự thì chúng ta ai cũng rất là vui khi mà chào đón xuân về, phải không ạ? Dạ. Và đặc biệt thì nhằm kính nhớ đến về cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, một vị cao tăng khả kính, bậc thạch trụ tùng lâm của Phật giáo Việt Nam. Dạ. Với trí tuệ thâm sâu, đạo hạnh cao vời qua lời thơ tuyệt tác của Thầy, từ buổi ấy nghe tim mình thổn thức, nàng yêu người dâng trọn khối tình chung, không áo cưới mà âm thầm chinh phụ, không chờ mong mà ước nguyện muôn trùng. Kính mời quý khán giả hãy thưởng thức
sáng tác mới để nhớ về thầy Tuệ Sĩ qua nhạc phẩm Dân Trọn Cả Mùa Xuân, thay lời tựa bài ca Cô Gái Trường Sơn. Nhạc giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng thơ cố trưởng lão hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, trình diễn bởi The Sunshine Band. Kính mời tất cả quý khán giả cùng thưởng thức. Tròn khối tình chung không áo cưới mà âm thầm chinh phù, không chờ mong mà ước nguyện trăng tròn quanh má động xưa.
chờ mong mà ước nguyện muôn trùng. Vòng hoa ngàn em không mơ chiều về với áo lụa anh và em dâng tròn ca Dạ, kính thưa quý vị, thì nói về mùa xuân thì mọi sự vạn vật của khắp đất trời đem đến cái niềm vui hân hoan trong ngày Tết. Và đặc biệt thì trong cái sáng tác của giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng cũng có những cái hơi hớm của cái niềm vui, niềm hân hoan. Xin quý vị hãy thưởng thức bài hát là Xuân Khai Ngộ, sáng tác của giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng và với sự trình diễn của tốp ca Hải Triều Âm và đặc biệt với sự arrangement của người nghệ sĩ tài ba giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng. Chúc nhau có hạnh.
Kiều cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của đài truyền hình AVA Channel 57.7 trong chương trình Phật giáo giai điệu cuộc sống. Và bây giờ kế tiếp chương trình thì Quang Kiều cũng xin nói một tí xíu về ngày Tết Dương lịch. Đây là một cái ngày lễ quan trọng không chỉ ở các nước phương Tây mà còn được nhiều các nơi trên các quốc gia trên thế giới đón nhận. Đó là một cái ngày dịp lễ, ngày nghỉ đầu tiên mà gia đình có thể là vui vẻ quây quần bên nhau. Chúng ta có thể là chúc mừng coi như là một cái đầu năm khởi nhiều cái điều hứa hẹn, mong muốn một cái sự may mắn trọn vẹn và thành công. Đó là ngày đầu tiên trong lịch sử của Rosary và được sử dụng chính thức trên toàn cầu. Ngày này được diễn ra vào ngày 1 tháng 1 hàng năm, hay còn gọi là ngày New Year Day hoặc là January 1st. Thì mỗi quốc gia được tổ chức rồi ăn mừng theo một cái cách khác nhau, và tùy theo về cái văn hóa sắc tộc cũng như là nhiều nước ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và không biết giáo sư, anh có thể chia sẻ, bởi vì anh cũng là đi rất là nhiều nước. Dạ, thì anh nói một tí xíu về cái ngày này đi anh. Bây giờ để tiếp lời với Quang Kiều thì anh Nam Hưng sẽ nói ở Hoa Kỳ, rồi sau đó là Liên Thảo nói về Úc hay là rồi tới những nơi khác. Canada hay là gì đó chút mình nói thì ăn thua cái số giờ của mình nha. Dạ. Dạ vâng, thì bây giờ mình ở Hoa Kỳ thì mình thấy như thế này. Ở Hoa Kỳ thì nhỏ ngày Tết mình làm gì? Ngày mùng 1 thì người ta thường tổ chức các bữa tiệc phải không à? Dạ. Kiều thì chắc là nhà Kiều luôn là con gà rì là gà tay suốt luôn anh. Ok, yeah. Sự kiện Tết Dương lịch. Ngày đầu tiên năm mới đó cũng là ngày lễ quốc gia. Thì vậy các cửa hàng đó, là doanh nghiệp sẽ đóng cửa và cuộc diễu hành đi bộ hát vào và nhảy cùng nhau với những hoạt động phổ biến trong dịp này. Yeah. Ngoài ra thì người dân cũng như xem các trận bóng đá trực tiếp vào ngày nghỉ lễ. Scotland thì có phong tục của Scotland đó, thì vào ngày Tết Dương lịch vô cùng thú vị, mỗi gia đình sẽ thực hiện rải tiền vàng ngay trước cửa. Ồ, hay okay. Quá. Thì bây giờ trở lại Liên Thảo, Liên Thảo có nói về Úc ạ. Dạ quá vâng. Tuyệt vời, cảm ơn giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng. Và tiếp theo lời của ông, của anh thì ở tại Úc thì Tết Dương lịch còn được gọi là New Year Day và là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm đó Quang Kiều. Đúng rồi. Người dân thường tổ chức các bữa tiệc hoặc picnic tại các công viên và đồ ăn phổ biến trong cái dịp này thì gồm có thịt nướng, nè, salad, bánh kẹo và các đồ giỏi khác. Ở Canada thì Tết Dương lịch á, cũng là một ngày lễ quốc gia quan trọng ở Canada ha. Người dân thường tổ chức các sự kiện đón năm mới tại các công viên và trung tâm thành phố, có các cái cuộc diễu hành, nhạc sống và đấu pháo và những hoạt động phổ biến trong dịp này. Còn ở Anh á, thì người dân thường tổ chức các buổi tiệc tại nhà hoặc các quán bar để đón Tết Dương lịch. Thức ăn và đồ uống phổ biến trong dịp này bao gồm rượu, bia, thịt nướng và bánh kẹo đó giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng. Dạ vâng, bây giờ cô Quang Kiều sẽ nói gì về Nhật Bản đi. Dạ, thôi bây giờ mình sẽ nói về một cái đất nước ở trên một cái bán đảo ha. Tại Nhật Bản thì ngày Tết Dương lịch thì được gọi là cái ngày Gata. Đây là một cái ngày lễ quan trọng đối với người Nhật và người dân thường tổ chức những cái buổi lễ tại các đền thờ hoặc là những cái nơi thờ cúng thiêng liêng. Dịp này thì mình thường thấy là người dân Nhật thường ăn bánh là sushi hả? Mochi, ozeni hay là Thảo có bao giờ ăn cái món esechi chưa? Ồ, món đó ngon lắm ạ. Và đặc biệt là phải uống trà xanh nữa nha anh. Thì để tiếp theo với lời Quang Kiều thì ở Nhật thì nó có những cái phong tục của cái Tết Dương lịch thì ở Trung Quốc. Giờ nói Trung Quốc, Tết Dương lịch được gọi là Chuseok. Ở Trung Quốc là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Thông thường thì người dân sẽ về quê để ăn Tết cùng gia đình. Đồ ăn phổ biến trong dịp này gồm có bánh chưng, nem rang, thịt heo quay và các loại hoa. Đó là cái ngày Tết Dương lịch nha. Còn cái ngày Tết âm lịch đó, cái ngày Tết âm lịch là Việt Nam mình cũng cùng Việt Nam mình gọi là Lunar New Year đó, là Tết. Dạ, Tết Nguyên Đán rồi mình sẽ nói ở phần sau nữa. Ừ. Bây giờ không còn đủ giờ thôi. Bây giờ thì trở lại với Quang Kiều. Thôi bây giờ nãy giờ anh em mình đi xa quá, bây giờ mình vòng lại đi. Đối với cái chương trình ngày hôm nay thì có rất là nhiều thời gian mình muốn nói rất là nhiều nhưng mà cũng bị giới hạn thôi. Đúng thì rồi. Bây giờ là mình và để trước liên cái tục. Ngày Tết á thì bây giờ trước khi mà kết thúc chương trình, Thảo có thể nhắn gửi gì đến quý khán thính giả thân yêu? Liên Thảo một lần nữa xin thân ái mến chào tất cả quý vị khán thính giả xa gần và cũng không quên thương chúc quý vị có một năm mới nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc và may mắn trong những năm tháng sắp tới.
Giáo sư ơi, bây giờ là ngày xuân, ngày Tết và cái ngày New Year, thì anh có những cái sáng tác mới hay là những cái gì mà anh có thể nhắn nhủ trước khi mà mình kết thúc cái chương trình này anh? Trước khi đi vào phần kết thúc chương trình để chào quý khán giả, để cho Liên Thảo mời quý khán giả thưởng thức một cái bài hát đi, rồi mới anh mới nói việc kết thúc chương trình. Dạ vâng, Liên Thảo. Dạ. Dạ. Và để tiếp tục cái chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý khán giả hãy cùng nhau thưởng thức video clip Đào Xuân Lòng Ý Kinh, nhạc giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng, thơ của ni sư Giới Hương, trình bày bởi ca sĩ Mỹ Lan và do giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng thực hiện. Truyền hóa thần minh sáng giữa đời, mùa đông đã đi qua, tâm thôi chẳng luân chuyển, phiền não chẳng sai khiến, tâm tự tại đón xuân. Trang nghiêm lời người
xuân đang vận chuyển, thùng lũng phủ màu xanh vận hành sức diệu dung, tìm sông tâm linh nguồn sông tâm. Lời truyền hóa từ thiên chính bất tịnh, vinh xa đọa sao cõi tâm thánh vì trang nghiêm, thắm tươi xuân nào đó đến góc chùa đẹp xinh, giang xuân choàng ánh nắng đào xuân lộng ý tình, giang xuân choàng ánh nắng xuân lòng ý tình. Dạ vâng, thì tiếp theo lời của nghệ sĩ Liên Thảo đã mời quý vị thưởng thức cái video clip á, thì Nam Hưng xin kết thúc chương trình ở đây vì thời hạn cũng không cho phép nhiều. Anh em chúng tôi lên cũng muốn nói nhiều tâm sự yếu gì cho những ngày đầu năm, nhưng mà thôi thì xin kết thúc ở đây là giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng xin kính chúc đài CEO Chị Ngọc Nữ đầu năm tới Tết dương lịch luôn luôn là hanh thông, tài lộc dồi dào, nhất là sức khỏe luôn luôn được dồi dào và bình an trong cuộc sống, hạnh phúc đủ đầy. Và cũng cảm ơn Luân Trường đã theo suốt anh em chúng tôi mấy năm qua để làm bên kỹ thuật, và Sơn thỉnh thoảng cũng tiếp, và anh Kevin phát hình. Và cũng như là cảm ơn cái cô Hoa hậu Quang Kiều, cũng mấy năm nay anh em buồn vui đều đổ rồi chia sẻ với nhau quá. Bây giờ cũng chúc cho Quang Kiều luôn luôn có một mái ấm gia đình thật sự hạnh phúc, yeah. Và con cái được học hành luôn luôn tiến bộ đạt điểm A ha, yeah. Rồi anh Gary thì được tài lộc dồi dào, và với Quang Kiều luôn hạnh phúc, và cũng chúc cho Liên Thảo được có một cái mái ấm gia đình hạnh phúc, tiền bạc rồi sức khỏe cũng dồi dào phải không à, như là tiền bạc vô đủ đầy rồi, tấn tài tấn lộc tấn mừng an. Và giáo sư nhạc sĩ xin kính chúc quý khán thính giả luôn luôn được thân tâm thường an lạc, tấn tài tấn lộc tấn bình an trong những ngày đầu năm của dương lịch. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Quang Kiều xin kính chúc quý khán thính giả, tất cả mọi người một năm mới thật là bình an, hạnh phúc và đạt điều nhiều, nhiều điều tốt đẹp trong năm 2024. Và kính thưa quý vị, thì chương trình của năm mới còn rất nhiều cái bài hát rất là hay, nhiều cái nhạc phẩm và nhiều ca sĩ hay nữa sẽ gửi đến cho quý vị trong năm 2024. Và cảm ơn quý vị rất nhiều đã ủng hộ cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và khi mà những cái ngày Tết bắt đầu thì chúng ta cũng không quên là hướng lòng để tưởng niệm công đức sâu dày của một bậc thạc đức đã hiến đời, một coi như là một đời của mình cho đạo pháp và dân tộc. Người đã về nơi Phật quốc đó là cố trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ. Ngài là vị giáo sư của Viện Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn và cũng là một nhà tư tưởng, nhà văn, nhà thơ. Ông là một dịch giả và là một thạch trụ trong chốn Tùng Lâm. Và sự viên tịch của Ngài đã là một cái sự mất mát rất lớn của nền Phật giáo Việt Nam. Và bây giờ thì để thưởng thức người, chúng tôi xin mời quý vị hãy thưởng thức nhạc phẩm là Tuổi Thầy, thay lời tựa luống cải chân đồi, nhà của giáo sư nhạc sĩ Nam Hưng, thơ và lời của chính người thầy mến yêu của chúng ta, đó là Thích Tuệ Sĩ, với sự trình diễn của tốp ca Hải Triều Âm. Xin kính mời quý vị hãy cùng thưởng thức và kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Thank you.
thuốc xuống chân đồi, nắng mai hồng đôi môi, nghiêng vai đời tuổi trẻ, sắc thắm đượm bên trời. Sức chiếu lòng đất thương, xin nhai tối nhục nhiều, gần gầy trong cuộc nặng, bắt lệ nóng tình yêu. Đèn khuya cùng lẻ bóng, một mình cũng ruột rối đường tơi. Tuổi thay trong cánh hàng vẫn chớp mộng, mắt còn mơ dáng đó lệ lưng trong, dáng đó lệ lưng trong. Chân đồi xanh luống cài, đời ta xanh biên phương, sống chết một câu hỏi, xin nhai lỡ đổ đường. Sống chết một câu hỏi, xin nhai lỡ đổ đường. Đất cưng xin nhai tuổi nhục nhiều, thân gầy trong cuộc nặng, mắt lệ nóng tình yêu. Thầy tóc trắng bơ vơ, con mắt xanh đợi chờ, đèn khuya cùng lẻ bóng, phúc ruột rối đường tơ. Tuổi thay trong cánh hạc vẫn chốc mộng, mắt còn mơ dáng đó lệ lưng trong, dáng đó lệ lưng trong. Chân đồi xanh luống cài, đời ta xanh biên phương, sống trên một câu hỏi, xin nhai lỡ đổ đường. Sống trên một câu